Bạn nói tiếng Anh, người khác không hiểu. Người khác nói tiếng Anh, bạn không hiểu. Tại sao không đến Penn? Hello, welcome to Penn. Chào mừng các bạn đến với chương trình hỗ trợ học tiếng Anh của Penn. Now, let's start. Recruitment, recruitment, recruitment. Resume, resume, resume. Panel, panel, panel. Impress, impress, impress. Background, background, background. Experience, experience, experience. Characteristic, characteristic, characteristic. Employ, employ, employ. Manage, manage, manage. Weak, weak, weak. Compete, compete, compete. Good pen. See you again.